Dạ, em Hương xin chào toàn thể các anh chị mình đã quay trở lại với kênh của Kim Hương Nhà Đất Đồng Nai anh chị mình ha. Hôm nay á, là em Hương đang có mặt ngay tại là xã Hưng Lộc của huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai. Đó, và đối diện màn hình các anh chị mình là trạm y tế thị trấn Dầu Giây nha. Thì hôm nay là em Hương có một mảnh vườn mặt tiền đường này luôn. Và có sẵn 300 mét vuông thổ cư nha anh chị mình nha. Đó, thì bây giờ em Hương sẽ giới thiệu về cái đường trước. Đường này thì anh chị cũng vừa thấy rồi, xe tải là ra vô thoải mái luôn. Tại đây là cái trục đường chính nè, nối từ quốc lộ 1A, nối qua bên đường D25 anh chị ha. Đó, thì để chi tiết hơn một lát nữa em Hương sẽ quay cái bản đồ Google Maps là anh chị mình sẽ hình dung ra được con đường này. Đường này nó song hành với lại cái đường mà khu công nghiệp Dầu Giây cơ cả anh chị. Đây anh chị đi thẳng hướng này 3,5 km là sẽ đi ra được quốc lộ 1A nha. Và ngay cái chỗ tiếp giáp với đường nhựa đó, vừa đi tới đường nhựa đó, ngay bên tay phải là cổng chào ở 94. Còn ngay bên tay trái là khu công nghiệp Dầu Giây nha anh chị mình nha. Đấy, thì ở ngay đây là có trường tiểu học nè. Anh chị mình thấy là học sinh cũng đang đi học về rất là nhiều. Thì vị trí này em Hương có một cái mảnh vườn có sẵn 300 thổ cư nha anh chị mình nha. Dân cư ở đây thì không phải bàn rồi, rất là đông. Mảnh vườn đây có sẵn 300 thổ cư và hiện tại là đang cho người ta thuê đất để kinh doanh dãy trọ. Thì nếu mà anh chị nào mà mình muốn kinh doanh dãy trọ cũng được, hoặc là mình tiếp tục cho thuê đất để cho người ta kinh doanh dãy trọ cũng được, hoặc là mình xây nhà vườn nghỉ dưỡng cũng thoải mái anh chị ha. Đấy anh chị thấy không? Đường là xe tải là né nhau thoải mái luôn nha anh chị. Đó, rất là rộng rãi luôn. Đây, đây là vị trí cái miếng đất của mình. Thì trên đất là đang cho thuê để làm dãy trọ anh chị ha. Thì bên ngoài nó bám mặt đường là 4 mét này anh chị. Đó, anh chị thấy có cái đường đi vô không? Thì đây là một cái lô đất riêng anh chị ha. Một lô đất riêng với diện tích là 109 mét vuông. Đó, thì bên trong xong rồi nó dành để làm đường. Sau đó là nó sẽ đi vô cái lô đất bên trong này. Thì cái lô bên trong này với diện tích là 1.700 mét vuông anh chị mình ha. Đó. Thì mảnh đất này nó là nằm ngay bên ngoài mặt đường luôn rồi. Mặt đường bên ngoài này đây. Em Hương quay cho anh chị xem. Đây, đường này thì là cái đường song hành với đường của khu nghiệp Dầu Giây anh chị ha. Rồi sau đó mình đi thẳng là sẽ đi lên là ngã tư bưu điện Dầu Giây nè. Còn phía bên này là ngay khu công nghiệp Dầu Giây luôn. Đất mình thì đất mặt tiền đường anh chị ha, nhưng mà nó nhược điểm là nó chỉ có 4 mét thôi, 4 mét ngang thôi. Đối diện nó là trạm y tế Dầu Giây nè, và bên đây là có trường học nè anh chị ha. Ngoài đây thì dân cư khỏi bàn rồi. Ở đây thì anh chị có thể đi chợ tại chợ 94, hoặc là mình cũng có thể đi nhà thờ là nhà thờ giáo xứ Xuân Linh anh chị ha. Đó, dân cư xung quanh đây thì rất là đông rồi. Cái này thì không cần phải bàn cãi nữa anh chị ha. Mảnh đất của mình thì có sẵn 300 thổ cư nha anh chị mình nha. Hiện tại thì đang cho người ta thuê để xây dãy trọ và cho thuê nè. Cho nên khi mà bán là chủ chỉ bán đất thôi anh chị. Còn nếu như anh chị mình muốn cho người ta thuê dãy trọ thì mình sẽ làm cái hợp đồng mới anh chị ha. Vẫn tiếp tục cho người ta thuê thì làm hợp đồng mới. Còn không thì yêu cầu người ta dỡ đi thì người ta sẽ dỡ hết toàn bộ những cái, nói chung là những cái vật liệu ở trên cái dãy trọ này thì là của người ta anh chị ha. Đấy, thì từ đây mà đi ra ngoài ngã tư bưu điện Dầu Giây thì nó sẽ rơi vào khoảng là 3,5 km. Và vị trí này là cách thành phố Biên Hòa khoảng 35 km nha anh chị mình nha. Lát chính xác hơn và chi tiết hơn thì em Hương sẽ kiểm tra cái bản đồ quy hoạch và bản đồ Google Maps cho tất cả các anh chị mình xem. Mảnh này thì hiện tại là chủ đang bán lỗ. Trước đây là chủ chia sẻ là mua là 6 tỷ anh chị ha, mua 6 tỷ bây giờ bán chỉ còn có 5 tỷ, hơn 5 tỷ một chút xíu thôi và còn thương lượng mạnh nha anh chị. Chỉ hơn 5 tỷ một chút xíu thôi mà còn thương lượng mạnh luôn. Vị trí này thì tọa lạc ngay tại là xã Hưng Lộc của huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai nha anh chị mình nha. Đó, đây là khu công nghiệp Dầu Giây nè. Thì ở đây là nếu mà anh chị mình không cho thuê dãy trọ nữa thì mình có thể là mình xây dãy trọ lên mình cho thuê. Tại vì vị trí này nó gần khu nghiệp thì cái nhu cầu thuê trọ của những anh chị em công nhân rất là cao luôn anh chị mình ha. Đó, cho nên là mình có thể tận dụng vào cái lợi thế này, mình kinh doanh dãy trọ ở đây. Rồi thì bây giờ em Hương sẽ xuống dưới và quay chi tiết cho anh chị mình cùng xem về cái mảnh đất này anh chị mình ha. Thì đây, vị trí cái nhà vườn của mình là ở đây này anh chị ha. Cái mảnh vườn của mình là ở đây. Nó bao gồm là hai sổ hồng riêng anh chị ha.
Thì hai sổ hồng riêng, cái sổ thứ nhất đây á, là 110 mét vuông nè. Em Hương đang đi nè, đang đi trên cái sổ thứ nhất thì người ta chừa cái sổ này ra để làm cái đường đi vào cái sổ thứ hai. Sổ thứ hai là 1680 mét vuông anh chị ha. Thì ở đây nó có một cái nhược điểm em Hương nói luôn ngay lúc đầu á, là cái sổ thứ nhất này nè, nó tiếp giáp với mặt đường bên ngoài chỉ có 4 mét thôi, nên là cũng chỉ chừa để làm đường đi vào cái thửa bên trong thôi anh chị ha, chứ cũng không làm được gì luôn. Còn cái thửa bên trong đây thì 1680 mét vuông. Bề ngang này á, là 36 mét nè, sâu xuống là 50 mét và cái hậu đằng sau là 32 mét này anh chị ha. Sổ này là có sẵn 300 thổ cư nè. Thì anh chị mình có thể tiếp tục cho người ta thuê đất để kinh doanh dãy trọ thế này, hoặc anh chị mình có thể yêu cầu người ta dời đi rồi mình sẽ tự kinh doanh dãy trọ. Tại vì ở đây á, gần với khu công nghiệp Dầu Dây nên là cái nhu cầu mà người ta thuê trọ rất là cao luôn anh chị ha. Công nhân rất là nhiều nên là cái nhu cầu thuê trọ rất cao. Đặc biệt khu nghiệp Dầu Dây trong tương lai nó còn mở rộng nữa, thì cái lượng công nhân về đổ về càng nhiều thì cái nhu cầu thuê trọ lại càng rất là cao luôn anh chị ha. Về cái tiềm năng này thì rất là lớn. Ngoài ra thì anh chị mình cũng có thể xây nhà vườn để mình ở, nhưng mà có điều em Thương thấy ở đây làm nhà vườn thì nó cũng có vẻ cũng không phù hợp lắm, tại ngay đằng sau nó có cái nhà yến cơ đó. Hoặc là anh chị mình có thể cũng có thể làm cái nhà xưởng ở đây cũng được ha, tại có sẵn 300 thổ cư rồi. Đấy thì hiện tại mức bán mức rao bán của cái mảnh vườn này là chỉ có hơn 5 tỷ một chút xíu thôi anh chị, hơn 5 tỷ một chút xíu thôi mà giá còn thương lượng mạnh nữa. Quan trọng là anh chị mình có cảm thấy được là cái vườn này nó có phù hợp với nhu cầu của anh chị mình hay không thôi. Nếu mà phù hợp thì anh chị cứ liên hệ với em Hương, rồi mình sẽ đi xuống mình xem đất thực tế nè. Rồi mình thấy phù hợp thì mình sẽ gặp chủ rồi mình thương lượng làm việc giá trực tiếp với chủ anh chị mình ha. Đó, còn trên đất thì hiện tại là chỉ đang cho thuê dãy trọ và có một số gốc cây. Và em Hương chỉ biết đúng một cây vú sữa thôi anh chị. Còn lại mấy gốc kia thì không biết cây gì hết anh chị ha. Đó, cho nên là anh chị mình quan tâm thì cứ liên hệ với em Hương. Bây giờ thì em Hương sẽ quay cái bản đồ quy hoạch cũng như là bản đồ Google Maps để cho tất cả các anh chị mình nắm rõ thông tin chi tiết nhất có thể anh chị ha. Đây là quy hoạch cũng như là hình thế của miếng đất này anh chị ha. Thì khi nãy em Hương có nói là nó bao gồm hai sổ. Thì cái sổ thứ nhất đây, sổ này thì là 108 mét vuông và bán mặt đường là 4 mét nha anh chị mình nha. 4 mét đây anh chị ha. Đó, cái này cái sổ thứ nhất 108 mét vuông. Sổ thứ hai đây. Đó, thì tổng quan lại cả hai miếng thì nó hình thế nó sẽ như thế này đây anh chị ha. Đó, bán mặt đường chỉ có 4 mét thôi thì cái này nó là cái nhược điểm của cái mảnh này. Còn phía bên trong đây thì hiện tại là người ta đang xây dãy trọ, thì nếu mà anh chị mình có nhu cầu muốn kinh doanh dãy trọ thì em Hương thấy cũng rất là hợp lý luôn. Sau này anh chị mình có thể kinh doanh dãy trọ ở đây rất là tốt, tại vì như khi nãy em Hương có nói rồi, khu công nghiệp Dầu Dây này nó còn mở rộng nữa, nó còn phát triển nữa, cho nên là lượng công nhân về sau này sẽ rất là nhiều. Thì trước tiên hiện tại vào cái thời điểm kinh tế khó khăn, hiện tại kinh doanh trọ nó cũng rất là khó khăn anh chị ha. Rất là ít ai hiện tại mà xây dãy trọ bây giờ. Nhưng mà nếu mà anh chị mình mua để mà sau này mình kinh doanh á, thì bây giờ cũng rất là hợp lý nha. Đấy, thì tổng thể cái miếng này là 1768 mét vuông. Đây là em Hương vẽ đại khái đúng không chị ha. Tổng thể 1780 mét vuông á. Đó, và dân cư xung quanh thì kín luôn rồi. Đường này thì cũng là đường song hành với khu công nghiệp Dầu Dây. Đây, bây giờ em Hương sẽ kiểm tra cái bản đồ Google Maps cho tất cả các anh chị mình cùng xem nha. Đây, hiện tại là em Hương đang ở thị trấn Tràng Bom, tới vị trí đất thì sẽ mất là 20 km. Còn mà anh chị từ thành phố Biên Hòa, công viên 30/4 tới vị trí đất thì mất là 32 km. Anh chị từ thành phố Hồ Chí Minh, công viên văn hóa Suối Tiên tới vị trí đất thì mất là 45 km. Và anh chị từ Bình Dương, em Hương sẽ lấy thêm cái mốc điểm Bình Dương nữa ha, Dĩ An, Bình Dương. Đây thì sẽ mất là từ thành phố Bến Cát anh chị ha, xa vậy, từ Bình Dương, Dĩ An đi. Đấy, nó hợp lý hơn. Từ Dĩ An nè, trung tâm của Dĩ An tới vị trí đất là mất 54 km anh chị ha. Đó, thì mình sẽ đi theo quốc lộ 1A và tới ngã tư Bưu Điện Dầu Dây, mình sẽ rẽ phải vào. Từ vị trí đất mà anh chị đi ra chỗ ngã tư Bưu Điện Dầu Dây này thì sẽ mất là 3,4 km anh chị ha. Đó, thẳng một đường thôi, mặt tiền đường luôn. Anh chị thấy không? Thẳng một đường này luôn.
Đó. Từ ngã tư vào anh chị mình sẽ tới đây, nó có cái vòng xoay nè, thì thay vì mình rẽ trái hoặc là mình đâm thẳng chích sang bên phải để đi vào khu công nghiệp Dầu Giây thì mình sẽ đi thẳng nhưng mà chích sang bên tay trái anh chị ha. Đó. Từ đâm từ tỉnh đường tỉnh lộ 7 số 9 đâm xuống thì ngay đây là có nhà thờ giáo xứ Xuân Linh nè, rồi trạm y tế nè, trường trung học cơ sở, trường trung học, rồi bên đây là có chợ 94. Đấy, nói chung là tất tần tật những cái tiện ích của thường ngày là có xung quanh đây hết rồi anh chị mình ha. Nên là anh chị mình cũng không cần phải lo về những cái tiện ích nữa, đi học đi chợ cũng đều rất là gần luôn. Và ở đây mình đi tới sân bay quốc tế Long Thành mất chỉ có 22 km thôi. Đó, đó là toàn bộ những cái thông tin cơ bản về cái mảnh vườn này. Nếu mà anh chị mình quan tâm thì liên hệ ngay với em Hương ha. Số điện thoại 0906 388 027 anh chị mình nhé. Số điện thoại này thì em Hương cũng có sử dụng Zalo luôn, nên là anh chị mình có thể kết nối Zalo với em Hương để tiện trao đổi mọi thông tin chi tiết hơn. Bây giờ thì em Hương xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị mình trong những video lần sau nha.